Theo kết quả bỏ phiếu, bà May giành được 165 phiếu bầu từ các nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền, bỏ xa người đứng thứ hai là Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom được 66 phiếu, đứng thứ ba là Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove với 48 phiếu. Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Stephen Crabb được 34 phiếu, đứng thứ tư. Xếp vị trí cuối cùng là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox với 16 phiếu. Kết quả trên đã thay đổi đáng kể cục diện, bởi theo quy định, ứng cử viên có số điểm ít nhất sau mỗi vòng bỏ phiếu sẽ bị loại. Cộng với việc ông Crabb tuyên bố rút lui, cuộc đua hiện chỉ còn 3 ứng cử viên. Trong đó, bà May là quan chức duy nhất có quan điểm ủng hộ Anh ở lại EU trong cuộc trưng cầu vừa qua. Mặc dù vậy, trong tuyên bố mới nhất, bà khẳng định kết quả Brexit sẽ không thay đổi. Bà cũng đồng thời bác bỏ khả năng tổng tuyển cử trước thời hạn, cũng như trưng cầu ý dân lần hai. Bà cũng chủ trương chỉ hoãn việc kích hoạt điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon để bắt đầu quá trình rời EU, bất chấp sức ép gia tăng từ phía EU. Nhiệm vụ lớn ở phía trước đó là đoàn kết trong đảng và đất nước, đàm phán những điều khoản tốt nhất khi Anh rời EU và để nước Anh trở thành đất nước vì tất cả người dân. Tôi là ứng cử viên duy nhất có thể làm được ba điều này. Trong khi đó, các ứng cử viên còn lại bày tỏ sẽ không từ bỏ cuộc đua. Bộ trưởng Năng lượng Leadsom đã nhận được sự ủng hộ của cựu thị trưởng London Boris Johnson, người đứng đầu chiến dịch vận động rời EU, trong khi Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove cam kết sẽ thực thi đúng những lời hứa đưa ra khi vận động Brexit. Vòng bỏ phiếu tiếp theo của Đảng Bảo thủ dự kiến diễn ra vào ngày mai, mùng 7 tháng 7, để chọn ra hai ứng viên cuối cùng tranh cử. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đầu tháng 9 tới. Từ nay đến lúc đó, các ứng viên có 2 tháng để vận động sự ủng hộ của 150.000 nghị sĩ Đảng Bảo thủ.